Hello, xin chào các bạn. Mình là Trường đến từ Adam Music. Hôm nay chúng ta như thường lệ sẽ tìm hiểu một cái vấn đề, sẽ mô sẽ thêm một cái vấn đề về sản xuất âm nhạc. Thì vấn đề hôm nay có mang tên là buffer size. Thực sự á, cái buffer size này á, nếu mà đối với những người mà đã từng làm sản xuất âm nhạc rồi, hoặc là những người mới, ngay cả những người mới tìm hiểu về sản xuất âm nhạc thì chắc chắn các bạn đã nghe cái từ này rất là nhiều lần. Tuy nhiên á, bởi vì nó là một cái vấn đề rất là cơ bản và các bạn cần phải học đầu tiên khi mà bắt đầu sản xuất âm nhạc, cho nên trải qua một thời gian có thể là nhiều người bị lơ là cái việc đó và dẫn tới là dẫn tới là làm cho cái workflow của mình nó sẽ không hiệu quả và nhiều lúc là nó không có tối ưu, đặc biệt là những người có cái có máy tính mà được setup nó không có mạnh cho lắm. Thì cái vấn đề buffer size này thực sự là một trong những vấn đề các bạn cần xem xét để mà giảm tải cho máy tính của mình. Rồi, thì đầu tiên ấy, để mà chúng ta cần biết là buffer size là gì, thì trước khi nói về buffer size ấy, là chúng ta sẽ xem qua một cái quá trình từ cái lúc mà ca sĩ người ta hát vào mic tới cái lúc mà các bạn nghe qua tai phone thì nó sẽ đi qua một quãng đường như thế nào. Đây, mình có viết sẵn rồi đây. Nếu mà các bạn hát đi ha, thì âm thanh nó sẽ vào từ cái miệng các bạn phát ra mic, đúng không? Từ mic này nó sẽ đi vào cái sao cạc của các bạn hoặc là các cái phần cứng đó, và sau đó từ sao cạc này nó sẽ chuyển đổi tín hiệu và máy tính sẽ đọc được, đưa vào những cái đo như là Studio One hoặc là Cubase hoặc là Pro Tools đó các bạn, đưa từ máy tính đưa vào đo, và từ cái đo này âm thanh sẽ được đi qua các plugin hoặc là VST. Có nghĩa là các bạn có thể bỏ thêm EQ, bỏ thêm reverb, bỏ thêm delay, rất là nhiều thứ này nọ. Và sau khi âm thanh nó đã được đi qua cái đống VST này rồi, nó lại tiếp tục xuất ngược lại sao cạc và ra loa cho các bạn nghe. Đó, thì cái này là một cái con đường mà đi từ cái âm thanh của các bạn tới cái lúc mà các bạn nghe, nó phải trải qua những cái bước này. Đó, thì bởi vì nó phải qua một cái đoạn đường như vậy, máy tính nó phải process một cái đoạn đường như vậy, cho nên nó sẽ phải tạo ra cái gì các bạn? Một cái độ trễ nhất định, đúng không? Nó phải tạo ra một độ trễ nhất định. Và đặc biệt nếu máy tính của các bạn yếu, hoặc là cái đo của các bạn nó xài những cái plugin là VST quá nặng, ví dụ như là Isotope, hoặc là những cái VST mà nó giả lập phần cứng của các bạn, tiếp độ các bạn, nó sẽ càng làm cho máy nặng thêm, và lúc này cái độ trễ sẽ càng tăng. Đó, thì đối với phối khí cũng y chang như vậy thôi. Từ controller các bạn nhập nốt vào, nó sẽ đi qua máy tính và đi vào đo. Thì trong cái đo này nó sẽ đi qua những cái nhạc cụ ảo này các bạn. Còn nếu mà các bạn có thể mix sẵn ở trên nhạc cụ ảo luôn thì nó sẽ đi qua đống VST này luôn, và sau đó xuất lại sao cạc và ra loa cho các bạn nghe. Thì cũng giống như vậy, nó cũng tạo ra một độ trễ. Và đặc biệt nếu mà những cái VST mà theo kiểu VST nặng á, VST nó có cái dung lượng, nó gọi là nó có cái chiếm dung lượng nhiều á, thì nó sẽ càng nặng thêm và nó làm cho độ trễ càng tăng thêm. Đó, thì các bạn tưởng tượng cái viễn cảnh ha. Nếu mà giả sử các bạn hát, mà các bạn hát ra một cái câu đó, nhưng mà một lúc sau các bạn mới nghe được, đúng không? Thì rõ ràng các bạn sẽ không bao giờ hát được rồi. Nó sẽ nghe rất là khó chịu và rất ức chế rồi. Hoặc là khi mà các bạn phối khí đi, khi mà các đánh một nốt, đánh một câu đi, mà một lúc sau cái câu đó nó mới ra, thì chắc chắn là các bạn sẽ không bao giờ phối được, nghe rất là khó chịu và các bạn sẽ không có nắm được cái nhịp để mà các bạn đánh. Thì mình ví dụ ha, mình ví dụ thử các bạn hình dung đây. Giả sử bây giờ ha, mình đánh xuống cái phím của controller, nhưng một lúc sau cái tiếng piano nó mới lên. Các bạn nghe cái tiếng âm thanh của mình đánh lên phím không? Mình đánh cái cụp xuống thì một lúc sau nó mới lên tiếng piano, đúng không các bạn? Thì nó chính là cái độ trễ này đó. Thì controller nó phải đi qua một đống như thế này, nó phải đi qua cái VST này, piano này, thì sau đó nó mới tạo ra âm thanh cho các bạn nghe, thì nó phải tạo ra độ trễ. Như vậy, có cách nào để mà giải quyết cái vấn đề này hay không?
cách nào các bạn bỏ bớt thiết bị được không? Nếu mà bỏ bớt thiết bị thì nó sẽ bị, nói chung là nó sẽ bị mất đi cái đoạn giữa, mất đi cái đoạn kết nối, và nó sẽ rất là khó để các bạn có thể bỏ bớt những cái thiết bị này đó. Thì phải như vậy. Còn cách thứ hai nữa là gì các bạn? Các bạn sẽ bắt cái máy tính của mình tăng tốc xử lý cái này để mà làm cho cái thời gian xử lý nó ngắn lại, nó sẽ càng ngắn lại càng ngắn lại càng ngắn lại đến một mức mà các bạn sẽ không cảm nhận được cái độ trễ nữa. Thì cái lúc này thông số buffer size nó sẽ biểu thị cái vấn đề này. Buffer size càng thấp thì cái độ trễ sẽ càng thấp. Buffer size càng cao, độ trễ nó sẽ càng cao. Giống như bây giờ mình đang xếp đây các bạn. Buffer size của mình đang để 2000, 2048, thì lúc này độ trễ sẽ rất cao, mình đánh một lúc, mình đánh xuống là một lúc sau nó mới lên. Còn giả sử như là mình chỉnh 512. Các bạn thấy không? Là khi mình đánh xuống là nó sẽ nghe ra tiếng piano liền. Đó là mình đang bắt máy tính làm việc nhiều hơn để mà nó giảm cái độ trễ này lại. Các bạn nắm được ha? Rồi, thì các bạn có thể có bao giờ có câu hỏi là ủa tại sao như vậy thì người ta không để 512 luôn mà mắc mớ gì người ta phải để 2048 làm gì? Người ta lại để nhiều option về buffer size làm gì? Đúng các bạn. Thì câu trả lời ấy có nghĩa là nếu mà các bạn đang chỉnh buffer size 512, đang buffer size thấp thì các bạn đang bắt máy tính làm việc nhiều hơn, đang bắt máy tính rút rút gọn cái khoảng thời gian trên con đường đi này, dẫn tới máy tính lúc này phải phải nặng hơn, nó phải làm nhiều cái tác vụ hơn để mà nó generate ra được cái độ trễ thấp hơn cho các bạn. Đó thì cái lúc này nếu mà giả sử trường hợp như máy tính của các bạn nó không quá mạnh, hoặc là chip của bạn yếu, hoặc là giống như mình hồi trước đi khi mà mình bắt đầu mình làm về sản xuất âm nhạc á, là máy của mình chỉ có là Pentium 4 thôi và RAM chỉ có 4 GB thôi, thì lúc này nếu mà mình để buffer size quá thấp thì lúc này máy của mình nó sẽ bị gì các bạn? Nó sẽ bị lắc, nó sẽ bị giật, và nhiều lúc là nó thoát luôn cái đo ra ngoài luôn, thoát luôn Studio One ra ngoài luôn. Và chính cái việc này nó lại quay về cái bài toán đó là các bạn phải set up một cái máy nó đủ cái độ mạnh để mà nó có thể tải được cái đống này, nó có thể tải được ở những cái buffer size thấp này ha. Thì đó là cái vấn đề về buffer size, các bạn nắm được ha. Nó chỉ là một cái thông số, nó thông số biểu thị cho cái độ trễ, cái khoảng thời gian mà đi từ lúc âm thanh đầu tiên tới cái lúc mà các bạn nhận được âm thanh quay lại thôi. Buffer size càng thấp thì độ trễ càng thấp, nhưng máy sẽ phải làm nhiều tác vụ hơn để giảm độ trễ này. Buffer size càng cao, độ trễ sẽ càng cao, và lúc này máy tính của các bạn sẽ làm ít tác vụ hơn. Đó, thì nếu như vậy ấy, thì trong cái lúc mà phối khí, giữa phối khí và mix master ấy, các bạn cần phải làm gì? Trong lúc phối khí hoặc là thu âm, các bạn là lúc mà các bạn cần độ trễ thấp để mà các bạn có thể làm xong cái arranger của mình, cái arrange của mình, thì lúc này các bạn phải giảm buffer size xuống để mà mình tạo được cái độ trễ thấp hơn, và các bạn sẽ phối khí nó dễ hơn, là hát dễ hơn. Tuy nhiên đến lúc mix master thì lúc này chúng ta chỉ cần kiểm tra về cái âm thanh mà khi mà chúng ta bỏ effect vào thôi, cho nên lúc này chúng ta không cần phải giảm độ trễ làm gì hết, bởi vì lúc này các bạn đâu có phối hoặc là thu âm nữa đâu. Cho nên lúc này các bạn cần tăng buffer size lên để mà máy tính của các bạn nó được nhẹ hơn, và nó dành nhiều cái tài nguyên hơn cho cái việc mà các bạn bỏ những cái plugin để mà mix master vào. Các bạn nắm được ha? Rồi. Ngoài ra, tuy nhiên hiện nay á chúng ta còn có thêm một cái gọi là cái giải pháp nữa. Đó là một số cái sao card hiện nay người ta cho phép mình bỏ cái này đi. Người ta cho phép mình bỏ cái này đi. Bỏ là như thế nào các bạn? Có nghĩa là âm thanh từ mic vào sao card và sau đó nó xuất thẳng ra tai phone hoặc là speaker của các bạn luôn, mà nó không qua cái đo hoặc là máy tính. Thì bởi vì chúng ta đã rút ngắn được quãng đường đi rất là nhiều các bạn, cho nên là cái độ trễ của bạn sẽ rất là thấp, hầu như là không có luôn. Đó, thì mình cho các bạn xem một số cái sao card ha. Ví dụ như là sao card Presonus 4C các bạn. Ví dụ trong Presonus 24C thì các bạn nhìn á,
nó có một cái núm gọi là mixer này các bạn. Mixer này nó có hai điểm là input và playback. Thì khi mà các bạn kéo cái núm này về phía input nhiều hơn, có nghĩa là các bạn đang nghe cái âm thanh từ cái micro của các bạn đi vào sao cạc và đi ra thành cái headphone của các bạn nhiều hơn. Còn nếu mà các bạn đẩy cái núm này về phía playback, có nghĩa là các bạn đang nghe âm thanh trong DAW, trong DAW, trong Studio One và Cubase nhiều hơn các bạn. Thì nếu mà trong trường hợp mấy các bạn nó quá yếu và nó không có process được với những buffer size thấp, nhưng mà các bạn vẫn muốn nghe được real time, nghe được nó chính xác âm thanh để mà các bạn có thể thu âm được á, thì các bạn chỉ cần kéo cái cần này về phía input nhiều hơn là các bạn sẽ nghe được âm thanh của các bạn ngay trực tiếp từ trên sao cạc luôn mà không cần phải qua đo nữa. Bạn nắm được ha. Tuy nhiên nó có một hạn chế là gì? Bởi vì ở trên cái sao cạc này nó không có effect. Đúng các bạn, nó hoàn toàn là âm thanh thô thôi, nó không có reverb, không có delay như là các bạn đi qua cái đo này. Đúng không? Khi mà các bạn qua đo, các bạn có thêm plug in VST, reverb delay, nghe tiếng nó long lanh. Tuy nhiên, đối với cái sao cạc này nó không có chức năng đó, nó không có những cái phần mềm như vậy. Cho nên các bạn nghe âm thanh mình nó rất là thô, rất là raw và nó khô rang. Đó, cho nên là nghe nó sẽ không có hay bằng như là các bạn đi vào cái phần mềm Studio One hoặc là cái DAW đó. 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 Ngoài ra thì nó lại có thêm những cái sao cạc cao cấp hơn và nó giúp cho các bạn vừa direct monitor, cái vừa rồi là direct monitor các bạn. Cái mà các bạn nghe trực tiếp từ trên sao cạc người ta gọi là direct monitor. Thì có những cái sao cạc mà nó cho các bạn direct monitor được và có luôn hiệu ứng luôn. Có nghĩa là sao các bạn? Có nghĩa là lúc này sao cạc này sẽ có luôn VST. Có luôn VST hiệu ứng luôn. Có nghĩa là mic đi vào sao cạc và trên sao cạc luôn có thêm những cái hiệu ứng và ra phone speaker các bạn. Và nó vẫn đảm bảo được cái độ rễ rất là thấp. Hoặc là các bạn không có luôn. Như là cái Stereolite 192 này. Bản thân nó các bạn có thể monitor trực tiếp trên cái phần mềm của nó luôn và dẫn tới các bạn sẽ có luôn những cái effect nhưng mà các bạn vẫn giải quyết được cái vấn đề là không đi vào DAW, không đi vào Studio One mà vừa giải quyết được cái vấn đề là âm thanh nghe nó thô, nghe nó dở như là cái 24C kia. Tuy nhiên cái giá này nó hơi mắc. Còn cái 24C thì giá nó rẻ hơn thì tùy vào cái kinh phí của các bạn mà các bạn sẽ phân bố giữa cái việc đó là các bạn cần một cái máy tính mạnh hơn hay là cần một cái sao cạc xịn hơn, một cái sao cạc có nhiều chức năng hơn. Đó là tùy vào cái cách phân bố kinh phí của các bạn. Như là đối với cái Sterilite 192 này á, các bạn có thể monitor trực tiếp trên sao cạc như hồi nãy giờ rồi đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể hát karaoke được, các bạn có thể diễn live được bởi vì nó đủ effect mà. Hoặc là các bạn có thể chơi livestream được rất là nhiều thứ trên cái sao cạc này. Đó, thì ở trên cái một số cái phần mềm ấy thì nó có tên, ví dụ trong Studio One thì nó tên là Block Size các bạn. Thì một số cái phần mềm là các bạn có thể chỉnh trên cái đo được luôn. Nhưng mà một số sao cạc các bạn có thể chỉnh trên đo được luôn. Nhưng mà một số sao cạc các bạn phải bắt buộc phải chỉnh thông qua cái software của chính cái sao cạc đó. Đó. Thì nói chung nó cũng đi qua đi lại giữa cái buffer size này thôi hoặc là block size này thôi. Đó thì vừa rồi á, là mình đã chia sẻ với các bạn một số những cái vấn đề về buffer size. Thì thật sự nó rất đơn giản nhưng mà các bạn cần phải phân bố làm sao để mà nó tối ưu cho cái workflow của mình, giúp cho chúng ta có được một cái bảng phối hoặc là một cái bảng thu nó trọn vẹn hơn và nó dễ dàng hơn, nó tối ưu hơn. Đó, và nếu mà các bạn có những cái thắc mắc hoặc là có những cái vấn đề hoặc là có những cái câu hỏi thì các bạn có thể inbox hoặc là comment ở dưới video này để mà Team Adam Music sẽ tìm hiểu và sẽ gửi đến các bạn trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.